ra để anh giúp tất cả những ai chơi Facebook để làm dịch vụ mở khóa Facebook. Mà chả hiểu ngày nào anh cũng phải live stream một cái, anh cũng bảo tất cả mọi người làm việc nếu có chuyển khoản thì về tài khoản đúng tên anh là Bùi Xuân Huấn thì anh chuyển khoản, mà Zalo của anh chỉ công ty Facebook của anh là 0974068888. Thế mà ngày nào anh cũng nhận 10 người bị lừa. Anh chả hiểu em kinh doanh thì bọn em chơi Facebook mà bọn em đi làm ăn, bọn em tin đến người ta ở đâu mà bọn em cứ đi gửi tiền lung tung. Tức là bây giờ bọn em đang rồi. Bây giờ một khi mà anh live stream em vào comment thì cái bọn nó có phần mềm nó ăn cắp số điện thoại của bọn em, nó lấy nó ăn cắp rồi, cả nó vào nó nhìn thấy ra là Facebook của em nó kết bạn, nó lừa và bọn em cũng tin. Thế bây giờ em đi chuyển khoản lên số tài khoản không đúng của công ty Facebook mà em cũng chuyển khoản được. Zalo ai làm được, không ai làm được Zalo là cái nhất này. Mà bây giờ sao em đi em tin em chuyển tiền cho nó kiểu gì? Em chuyển tiền cho nó kiểu gì? Em chuyển qua tài khoản ạ, bây giờ làm thế nào lấy được rồi anh? Làm sao mà lấy được đó nữa, em thì em dạy tài khoản nó tên là gì? Tên là... Huế. Cái gì Huế để anh cho... Nguyễn Văn Huế ạ. Để anh cho nó check cái số tài khoản đấy ra để báo công an, để anh báo công an cho. Bởi vì anh làm giúp em được không ạ? Bây giờ em gửi cho anh thông tin chuyển khoản tên người nhận số tài khoản nó lừa tiền ấy. Để anh nhờ bên ngân hàng nó check ra địa chỉ của thằng đấy. Em đọc số tài khoản nó là như thế nào? Đây em đọc cho anh luôn nhá. Ờ em đọc đi. Số tài khoản. Chẳng có tiền bố đi vay được 2 triệu về để làm thì nó lại đúng không? 065 ạ. Số tài khoản là 065 à? 0465 không ạ, 65. Số tài khoản là 65. Không, 6511. Em đọc cái kiểu gì đây? Em đọc tử tế nào? Em đọc cho nhé, 6511. 6511. 000. 000. 211. 211. 5358. 5358, hết rồi đúng không? Vâng ạ. 6511. 000. Vâng. Bao nhiêu nữa? 211. 5358. Tên tài khoản, tên chủ tài khoản. Tên tài khoản là Nguyễn Văn Huế ạ. Chủ tài khoản Nguyễn Văn Huế, ngân hàng nào em? Ngân hàng BIDV ạ. Ngân hàng đầu tư ở đâu? Máy đi thì nó phải em chuyển banking hay là em chuyển ngân hàng? Em chuyển Viettel ạ. Viettel thì ngân hàng đầu tư nó phải qua đâu cho em đúng không? Thì nó chỉ cần cho nó cứ thế là nó về tài khoản nó rồi chứ nó không có địa chỉ ạ. Được rồi, thằng này nó lừa khoảng, thằng này nó lừa phải 450 người rồi, em hiểu chưa? Thế nhưng mà có lấy được, có ai lấy được không ạ anh? Nói chung là bây giờ anh nào đơn công an thôi, nó lợi dụng bên anh thì chỉ có đợi công an bắt nó thôi, hoặc đợi bọn anh tìm thấy ra đó thôi. Số điện thoại của nó bao nhiêu em? Số điện thoại là 0 0 0328. Số điện thoại của nó 0328, bao nhiêu em? 751. Bao nhiêu em? 955. 0328751955. Nó dùng Zalo với nói chuyện với em hay là Facebook em? Dùng Zalo ạ, mà nó lấy hình ảnh của anh luôn đấy. Thì đấy, nó lấy cái số điện thoại, nó lập cái Zalo. Bây giờ em phải gõ cái số điện thoại của anh xem đúng Zalo đấy không chứ, em phải không gọi kiểm tra được ạ. Thế nhưng mà cái số điện thoại này, cái số điện thoại mà em liên lạc với nó đây là 195 này, nó ở trên Facebook, cái trang Facebook của anh em mà, trang Facebook của anh. Ôi giời ơi, anh mà em lấy cái đâu ra, em căn cứ đâu là cái Facebook đấy là Facebook của anh. Facebook của anh là Bùi Xuân Huấn có tích xanh. Ngày nào anh cũng live stream cơ, đấy mới là Facebook của anh. Chứ còn em bây giờ nhá, anh nói em nghe này. Facebook, bây giờ em lấy một cái số điện thoại khác đúng không? Em lập tên gì chả được. Thì ảnh của anh thì nó copy ở trên mạng này, có bằng nghìn cái ảnh của anh cũng được đúng không?
Thì bây giờ cái số chính chủ của anh, Zalo cũng của anh luôn. Thì em không, số chính chủ của anh là 0974068888. Là Zalo của công ty Facebook anh Huấn luôn, và Facebook của anh là Facebook Bùi Xuân Huấn có tích xanh cơ. Mà không thì phải cái Facebook nào mà anh hay live stream hàng ngày mới là Facebook của anh. Nhưng bây giờ em nhìn cái Facebook chả có người theo dõi, nó chỉ là Facebook ảo thôi. Thì nó để hàng trăm cái số lên đây cũng được. Một ngày thằng này nó lừa không biết bao nhiêu người làm dịch vụ ở bên anh. Nó cứ vào nó theo dõi xem Facebook của người ta, xong rồi bắt đầu là thấy em comment làm dịch vụ, và nó lấy đâu được số của em nhỉ? Nó có phần mềm lấy số điện thoại đúng không? Em không biết được hả? Tức là tự nhiên nó kết bạn Zalo với em đúng không? Không phải kết bạn, mà em nghe là mọi người nói là anh làm bên dịch vụ này, em tìm anh, em tìm thì em mới tìm ra cái Facebook ảo ấy đúng không? Facebook em bây giờ em còn này. Em nhìn thấy Facebook phải không? Vẫn còn mà, vẫn còn cái Facebook vẫn hồng mà. Đúng không? Bao nhiêu người theo dõi? Chẳng hiện bao nhiêu người chưa rõ nữa. Em nhìn thấy cái livestream Facebook ảo rồi, em chụp em gửi cho anh đi. Đấy, phải cẩn thận này. Chết rồi, đây là bị mật oan 2 triệu. Thế bây giờ em làm dịch vụ gì? Em làm cái Zalo ấy. Anh chỉ làm được Facebook thôi. Bây giờ nói chung là nó lừa em 2 triệu rồi. Thì bằng mọi giá anh sẽ nhờ công an, nhờ tất cả các đơn vị, nhờ tất cả anh em ở làm trong ngân hàng, anh sẽ check gia đình định điện thoại thằng này. Bằng mọi giá bất tốn bao nhiêu tiền anh cũng bắt một ngày được thằng này. Còn check được số điện thoại đây, anh nhờ anh em làm sim check cho ra. Còn nếu mà em làm dịch vụ thì Facebook thôi, thì bây giờ em không có tiền. Hôm nay em bị lừa rồi thì em làm dịch vụ thì Facebook anh sẽ làm cho em miễn phí. Nha. Lần sau mà em phải cẩn thận. Còn Zalo làm việc của anh là Bùi Xuân Huấn, tài khoản ngân hàng của anh nó cũng mang tên Bùi Xuân Huấn luôn. Facebook của anh nó cũng là Bùi Xuân Huấn. Và số điện thoại chính chủ của anh em phải gọi. Anh chỉ dùng duy nhất 0974068888. Và Zalo công ty anh, Zalo